ngàn là cái biến thể để ngoài luôn. Ra mình chỉnh nó, sao? Nó bó trong cái này. Không, chỉnh sao thế, chỉnh sao? Dạ. Lên vậy đó. Lên với lại sao? Tắm nó vô. Nghĩa là lên vậy là không còn tắm luôn. Dạ. Là ra gạo chơi, ra gạo ra nguyên luôn. Dạ, nó hút tắm ra đường. Tắm hút cái đường thông gió đó, dạ. Đường chấu càng. Lẻ xuống vậy á. Ra gạo. Thì, giờ nó ra gạo nữa luôn. Tắm ra đây luôn. Tắm gạo ra chung. Dạ, tắm gạo ra chung luôn. Tại nên để xuống đây nó chạy gió rồi. Gió không vô được nữa. Mình để lên vậy thì gió nó vô nhiều. Nó hút tắm cái đầu. Gạo tắm xuống đường này là tắm hút vô đường này. Nghĩa là em muốn lấy gạo nguyên á thì dỡ đó lên. Dỡ lên. Còn ai lấy tấm gạo lộn xộn á thì là hạt xuống. Đè xuống gì nè. Để chặn gió lại. Sao nó nghiêng nghiêng vậy? Để bẻ cho nghe. Cái không cái cái hộp ga gạo nè. Đứng xa nhìn thấy nó nghiêng nghiêng à. Phải chưa xịt bỏ. Cái này nè, cái này nè. Nó có cắn gì không? Cũng được, nó khỏi. Cái này nó khoan bỏ bình nghiêng rồi. Đúng rồi. Cũng khỏi, cũng cần. Thịt lỗ. Đúng rồi. Khỏi cần lấy được tắm. Ai muốn tắm nhiều á thì dỡ lên. Phải không? Giờ tắm nhiều dỡ lên. Tắm nhiều vậy nè, ai muốn tắm ít á là vậy. Có ra gạo tắm chung là vậy nè. Còn gạo không là vậy nè. Là ra đây hứng gạo không à. Còn tắm thì ra lỗ này nè. Này bà con lau bóng lau đồ nè. Nếu mà con là bán gạo mà sợ gạo móc á. Lau này lau cái một nóng luôn, sấy gạo nóng luôn nè, móc đồ nó hút cái hết luôn. Xài motor gia đình là xài được. Xài motor điện gia đình là xài được. Cái này con 4 ngựa kéo nổi. 4 ngựa không? Mô to không? Dạ. Con nhẹ. 4 ngựa bự nha. 4 ngựa đủ quá không? Dạ. 5 ngựa chạy đây, con xích nó đây. Tiếng hồi 700kg gạo. Con nào mua bán gạo mà để lâu hay gì nè. Mà sợ nó móc ẩm rồi cái này đi. Máy gia đình là sao được. Khỏi sợ móc ẩm. Tờ luôn, 0886357777 tối trắng 700 mẫu mã với thịt nhau chỉ khác là nhỏ hơn thôi, xài vô tơ điện nhỏ hơn.